Liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, ngày 3 tháng 10, Tòa án Nhân dân TP.HCM cho biết, đơn vị đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên đại học, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông, công ty cổ phần Đại Nam. Theo đơn kháng cáo, cả 4 bị cáo này cho biết bản án Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt vừa qua là quá nặng, nên kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm để xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Nguyễn Phương Hằng đến nay Tòa án Nhân dân TP.HCM vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo. Trước đó, ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, bị cáo Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, bị cáo Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cùng 1 năm 6 tháng tù.